Đầu đầu của video em gửi lời chào tới tất cả anh em ba ba miền. Trong thời gian vừa qua của đầu năm 2023 thì có các anh em cũng như các bác đã đến đặt hàng cũng như là điện thoại cũng nhắn tin và hỏi bên shop em là giữa mẫu EK ED 10x42 và 8x42 thì nên sử dụng mẫu nào và hai mẫu này thì mẫu nào sắc nét hơn thì em cũng xin trả lời luôn qua video này để các bác cũng như là các anh em đã hỏi và cũng như là các bác cũng như là các anh em khác đang phân vân để lựa chọn cho mình một cái mẫu ống nhòm ED 8 hoặc 10 để sử dụng trong cái mùa ong 2023 tới đây nhé Thì thứ nhất là điểm chung của hai em này là đều là hệ thống kính hệ thống ống rốt thẳng. Và về kính thì tất cả hai em này đều kính thủy tinh quang học BAK4 và được sơn phủ được sơn phủ đa lớp, kính kính đa lớp, sơn phủ đa lớp và được sơn màu đỏ sơn sơn màu đỏ anh em nhé đây đó sơn màu đỏ và để màu đỏ này thì nói chung là nó để thứ nhất là nâng nâng ánh sáng và thứ hai là để cho anh em để độ nổi 3 d để cho anh em có những cái hình ảnh cái đối tượng nhìn là được một hình ảnh chân thực nhất và rõ ràng nhất sắc nét nhất nhé và bên trong của ống nhòm này thì sẽ được bơm khí nitơ để tự làm khô và chống ẩm mốc cho ống nhòm và thân vỏ thân vỏ của hai em này cũng là đều bằng magie, hợp kim rất là một hợp kim magie cũng rất là tốt và chắc chắn để tạo lên một cái ống nhòm. À, như trên màn hình các bác, các bác và anh em đang xem thì với ống nhòm này thì kính của em này thêm em mới thêm nữa thì với em này thì vật kính trước thì là 42 mm thì như nhau, nhưng đối với cả thị kính thị kính của ống nhòm thì đây các anh em cùng tham khảo nhé Đó thì đương nhiên thì cái thị kính của ông nhòm của 8 x 42 thì cũng sẽ rộng hơn đúng không ạ? Anh em có thể nhìn rất là rõ ràng là 8 x 42 này nó rộng hơn 10 nhân. Và điểm chung nữa của em này là chống nước đến hai IP8, à, em xin lỗi IP7 nhé. chống nước tuyệt đối khi các anh em đi mưa hoặc là rơi xuống không may rơi xuống nước hàng tiếng đồng hồ cũng có thể nó không vấn đề gì ảnh hưởng gì đến bên trong của ống nhòm và chỉ ẩm ướt bị ướt và ấy ở bên vỏ thân vỏ và khi làm khô cũng không hề, hề hấn gì đến chất lượng của ông nhòm khi soi nhìn nhé đó là các điểm chung của ông nhòm để các, anh em các bác để đánh giá giá của hai của cùng một cái mẫu 10 nhân và 8 nhân và điểm khác của em này thì là trường nhìn và đầu tiên là trường nhìn của em 8 nhân này 8 nhân này thì trường nhìn của nó sẽ là 7,5 độ và trường nhìn của em của cái em 10 nhân 42 này thì trường nhìn sẽ hẹp hơn là 6,2 độ nhưng về độ phóng của hai em bông nhỏ thì độ phóng của em 10 nhân là sẽ gấp 10 lần và độ tạo của 8 nhân chỉ gấp 8 lần thì đương nhiên thì cái độ phóng của 10 nhân thì đương nhiên sẽ rộng hơn của 8 nhân nhưng nếu như anh em cần đi trường nhìn rộng thì anh em phải tìm đến con 8 nhân này thì sẽ đem lại trường nhìn rộng hơn cho các anh em và em này thì trường nhìn sẽ sẽ hẹp hơn nhưng đem lại cho cái đối tượng nhìn của anh em là sẽ sẽ rộng hơn Đấy đó là cái điểm chung, điểm 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 riêng của ống nhòm giữa hai hai mẫu 8 nhân và 10 nhân và đây là cái câu trả lời của shop em dành đối với các cái câu hỏi của các bác đã đặt hàng rồi bên em shop rồi và những các bác mà đang còn phân vân thì sau đây thì em sẽ cùng các bác ra trải nghiệm thực tế cái hình ảnh bên ngoài của ống nhòm, thực tế bên ngoài môi trường của ống nhòm. Xem hình ảnh thứ nhất là sự sắc nét và thứ hai là sắc tố của độ phóng của của ống nhòm này. Hai em này thực tế là cụ thể là sẽ khác nhau như thế nào mời các bác cũng như các anh em cùng em ra trải nghiệm mặc dù thời tiết nay không được tốt anh em nhé anh em nhìn mây mù này sương mù âm u nhé và đây em này em 8 x này thì em sẽ so sánh để cho các anh em cùng tham khảo là con nào rõ nét hơn thì theo em thì đây nó chỉ khác nhau cái trường nhìn và thứ hai là độ phóng thôi ạ và đây là tám nhân anh em nhé tám nhân này và tiếp theo đây là em 10 nhân anh em nhé 10 nhân đó, cái độ phóng của nó thì khá rộng hơn một chút. Như về độ chống rung thì khả năng sẽ không bằng 8 nhân. Đó, đây là cái so sánh thực tế để khi anh em vừa đầu năm qua cũng đang hỏi bên shop là con nào nét rõ nét hơn thì đây cũng là cái video để anh nhé, để anh em tự trả sẽ có câu trả lời luôn nhé. Đó, và đây là mùa x anh em nhé, Mùa x 42 Điện thoại của em hơi kém. À, vừa rồi thì uh, các anh em cũng đã cùng em đi trải nghiệm thực tế ở cái hình ảnh mặc dù qua cái uh, thời tiết này nó rất âm u nên khu vực em mấy ngày nay đang mưa và hôm nay nó cũng hưởng một chút thì em làm video này thì đây là qua video thì thứ nhất là qua cái màn hình camera điện thoại của em không được tốt điện thoại Oppo nên nó không được tốt về cái hình ảnh và cũng như là cái chất lượng video và cũng ảnh hưởng của qua một lớp uh, điện thoại như vậy thì cái cái chất lượng của hình ảnh cũng nó đã bị giảm đi rất là nhiều nhé. còn nếu như cái thực tế bên ngoài thì anh em sẽ khi đặt hàng là sẽ được uh, trải nghiệm thực tế tại nhà khi đặt hàng bên shop em và bên em sẽ ship COD gửi tận nơi, các anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. đó thì em làm video ngắn này, anh em nào đang xem thì uh, ấn like cũng như là ấn chuông để nhận các video mới khi shop em lên lên nhé, uh, yeah, lên lên các video mới và đăng tải để anh em nhận được nhận sớm nhất và em báo giá của bộ này nhé là hai số em đang bán với giá là 2 triệu 7 đã bao gồm phí ship vận chuyển nhé anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán em xin dừng video tại đây hẹn uh, chào anh em các ở video sau nhé.